Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung phân tích Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Chư bát giới năm xưa ở tại thiên đình có địa vị cao bao nhiêu, đại thần mà Tôn Ngộ Không mời không nổi thì đều là tiểu đệ của chư bát giới. Khi đã đọc qua toàn bộ tác phẩm Tây Du Ký thì mọi người nhất định sẽ nghĩ tới nhân vật chư bát giới là một nhân vật vô cùng háo sắc. Trong trường đoạn này, chư bát giới là nhị đồ đệ của Đường Tăng, lại bởi vì tật xấu của hắn quá nhiều nên được Đường Tăng đặt cho cái tên là Bát Giới, còn trước đó hắn có cái tên chính là Chư Càng Liệp. Chúng ta đều biết Tôn Ngộ Không là nhân vật chính trong tác phẩm này, nhưng Chư Bát Giới cũng dùng thần lực của mình giúp Tôn Ngộ Không được rất nhiều việc. Ở trong mắt của hầu như mọi độc giả, Chư Bát Giới cũng không phải là một vị thần tiên có pháp lực cao cường gì, mà là một tên háo sắc, tham ăn, hết ăn lại nằm. Tại những thời khắc mấu chốt mà Đường Tăng bị yêu quái bắt đi để ăn thịt, Bát Giới chẳng khi nào nghĩ đến chuyện sẽ tìm cách để giải cứu Đường Tăng, mà hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến việc phân chia hành lý, rồi mỗi người một nơi. Nhưng sự thật thì liệu có phải là như vậy? Nguyên lai đây chỉ là một cái thói quen rất xấu của Chư Bát Giới. Hắn kiếp trước khi còn làm Thiết Bồng Nguyên Soái vốn rất trung tình đối với Hàng Nga, có thể nói là si mê vô cùng. Nhưng có một lần hắn đùa giỡn Hàng Nga bị Ngọc Đế phát hiện, thế là hắn liền bị giáng chức hạ phàm. Bởi vậy có thể thấy được Chư Bát Giới có thể làm ra loại hành vi này cùng hành vi của hắn kiếp trước khi còn làm Thiên Bồng Nguyên Soái là không thể tách rời. Hành vi đùa giỡn của Thiên Bồng Nguyên Soái tất nhiên không tốt, nhưng loại chuyện này cũng không thể làm rung chuyển địa vị của hắn ở tại Thiên Đình. Vậy thì địa vị của Bát Giới khi xưa thực sự là cao đến bao nhiêu? Có một chi tiết mà rất ít người để ý. Có một vị thần tiên mà ngay cả Tôn Ngộ Không đều không thể mời nổi, cũng phải gọi Chư Bát Giới là đại ca. Thiên Bồng Nguyên Soái là người đứng đầu Bắc Cực Tứ Thánh có địa vị rất cao, mà lại bản thân hắn thống lĩnh thiên hà 8 vạn thủy quân, có binh quyền thực sự ở trong tay. Mà lúc ấy binh quyền chính là tượng trưng cho địa vị. Bởi vậy có thể khẳng định Thiên Bồng Nguyên Soái có địa vị cực kỳ cao minh. Lại nói đến các vị thần tiên mà ngay cả Tôn Ngộ Không đều không thể mời nổi là ai? Vị này chính là Trần Vũ Đại Đế, cũng được gọi là Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư. Cái tên này có thể nói vô cùng bá khí. Vị thần này chính là khắc tinh của yêu giới. Tất cả những yêu ma quỷ quái khi nghe đến cái tên này đều sẽ sợ hãi đến mức hai chân đi không vững. Ở trong nguyên tác Tây Du Ký hồi thứ 65, sư đồ bốn người Đường Tăng tại Tiểu Lôi Âm Tự đã trúng phải gian kế của Hoàng Mi Đại Vương. Đường Tăng bị bắt lại, mắt thấy sư phụ liền đã sắp bị ăn thịt. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không liền nghĩ ngay đến việc sẽ đi mời Trần Vũ Đại Đế tương trợ. Nhưng Trần Vũ Đại Đế tự hồ không quan tâm gì đến chuyện này, chỉ phái ra mấy tên thủ hạ đi trợ giúp Tôn Ngộ Không. Nhưng mấy người thủ hạ kia thì căn bản lại không phải là đối thủ của Hoàng Mi Đại Vương. Vậy thì chuyện này cùng với địa vị của Thiên Bồng Nguyên Soái có quan hệ như thế nào? Kỳ thật trong đó có rất nhiều thứ liên hệ mật thiết. Trần Vũ Đại Đế chính là một trong Bắc Cực Tứ Thánh, nhưng lại là một vị thần tiên có địa vị nhỏ nhất trong đó. Khi nhắc đến Thiên Bồng Nguyên Soái thì lại là người đứng đầu trong Bắc Cực Tứ Thánh, chính là đại sư huynh của nhóm người này. Bọn họ đều nghe lệnh Bắc Đế. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Thiên Bồng Nguyên Soái có địa vị phải nói là vô cùng chí tôn. Liền ngay cả Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư cũng phải gọi hắn là đại ca. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tà Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng như Kim Dung, Đàn Thành của Long Mã Vĩnh Thành, Ôn Thụy An, Ngoại Long Sinh, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.